bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Kinh Con Việt nào, lại là Ngọc đây. Ngày hôm nay thì sẽ là một màn unbox một cái phụ kiện để hỗ trợ cho chân tripod. Đây là một phụ kiện chưa bao giờ xuất hiện trên YouTube Kinh Con Việt Nam đâu. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình đi tìm hiểu xem đây là sản phẩm gì nhá. Gì không ạ? Các bạn sẽ không có thể đoán được đâu. Vâng, và đây chính là một phụ kiện để hỗ trợ cho chân tripod, giúp cho các bạn có những thước phim dolly in và dolly out. Và đây chính là một chiếc Millibu Universal Dolly MZL01. Nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Có lẽ có ca dao tục ngữ này rất thích hợp cho chiếc chân dolly từ nhà Millibu, hỗ trợ cho chiếc chân tripod trong cái việc di chuyển linh hoạt và dễ dàng hơn cho những thước phim của bạn. Với chiếc chân dolly từ nhà Millibu thì được làm bằng hợp kim nhôm và nhựa ABS vô cùng chắc chắn đó nha. Và chiều dài tiêu chuẩn của nó là 43cm, nhưng có thể mở rộng lên tới 90cm như thế này. Và như thế này. Và cái trọng lượng của nó là 1,9kg thôi, thế nên là các bạn có thể dễ dàng mang đi khắp mọi nơi. Và theo như thông tin nhà sản xuất đưa ra thì tải trọng của chiếc chân dolly này lên tới 15kg. Wow! Với chiếc chân dolly này thì được thích hợp 3 bánh xe có thể xoay 360 độ theo nhiều hướng. Và đặc biệt ở mỗi bánh xe thì có thêm một cái khóa bánh như thế này để các bạn có thể khóa trong những trường hợp cần thiết. Chỉ với 730.000, bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc chân dolly và sẽ thật hoàn hảo hơn nếu như bạn kết hợp với chân tripod A301 nhà Millibu. Và đi kèm theo thì chính là một cái túi đựng vô cùng tiện lợi như thế này ạ. Và hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại Kinh Con Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye!